Người ta thường nói FC999 là một chiếc ghế quốc dân phù hợp với hầu hết tất cả mọi người dùng, mọi lứa tuổi. Và đặc biệt là nhân viên văn phòng thì quả là không sai. Mình sẽ nhắc lại phần lý thuyết của mình trước khi vào tìm hiểu chiếc ghế FZ999 của thương hiệu Fuji Luxury với giá bán chưa tới 70 triệu đồng. Trên thị trường thì ghế massage Fuji đẹp nó đã chiếm tới 50% cơ hội giành chiến thắng. Ở đây thì chúng ta đã có một chiếc ghế massage chế độ Bilan tốt, giá bán tốt thì có thể nói là nó đã chiến thắng ngay từ khi ra mắt rồi. Và ghế massage Fuji Luxury FZ999 đã là một cái tên mà có rất nhiều hậu thuẫn để giúp cho chiếc ghế này thành công ở thị trường Việt Nam rồi. Nhưng mà cũng không phải vì thế mà chúng ta không thể tìm hiểu về chiếc ghế thú vị này. Hãy bình tĩnh ngồi xuống và cùng nhau khám phá chiếc ghế này nhé. Hiện tại chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn, một là màu nâu đen đang có mặt tại cửa hàng đây, và hai là màu trắng xanh. Hiện tại là có hai màu đó. Chúng ta chỉ cần bỏ ra chưa tới 70 triệu để sở hữu một chiếc ghế massage thuộc công nghệ Nhật Bản. Không cần nói nhiều thì chúng ta có một mẫu ghế massage với một thiết kế vừa vặn, gọn gàng, được phủ bởi da simili cao cấp, chống bụi bẩn, ẩm mốc, cháy nổ, mang tới một không khí sang trọng nhưng rất hiện đại cho không gian nội thất căn nhà của bạn. Tất nhiên là nói đến chiếc ghế massage FZ999 mà không nói đến kiểu dáng ngồi thì quả là một thiếu sót. Đây là điểm mạnh, rất rất mạnh của chiếc ghế này trong phân khúc giá của những chiếc ghế khác và thậm chí là còn những phân khúc giá tầm cao. Chúng ta sẽ có một chiếc ghế mà có kiểu dáng ngồi vô cùng thoải mái, phù hợp hầu hết tất cả thể trạng của người dùng. Mặt ghế chìm sâu, lưng ngả lớn, ôm trọn cơ thể khi sử dụng giúp bi lăn được massage sâu hơn vào các huyệt đạo trên cơ thể, mang lại hiệu quả cực kỳ cao. Và tất nhiên chúng ta có rất nhiều điều thú vị để chúng ta có thể thể hiện được sự sang trọng và hiện đại ở trên chiếc ghế này. Ví dụ như phần bảng điều khiển. Chúng ta sẽ có hệ thống bảng điều khiển dưới dạng nút bấm hiển thị rõ ràng các thông số, bài tập, chế độ kết hợp bảng điều khiển phụ ở vùng tay ghế mang tới sự tiện ích cho người sử dụng. Người ta thường nói FC999 là một chiếc ghế quốc dân phù hợp với hầu hết tất cả mọi người dùng, mọi lứa tuổi và đặc biệt là nhân viên văn phòng thì quả là không sai. Với bilan 3D được mô tả chân thực như các chuyên gia massage chuyên nghiệp ấn sâu vào từng huyệt đạo trên cơ thể, kết hợp với 6 bài tập tự động cá nhân hóa người dùng sẽ mang đến cho người dùng quá trình massage vô cùng hiệu quả. Hệ thống túi khí ở trên chiếc FZ999 thì được phân bố trải đều từ vùng vai, hông, tay, chân và gang bàn chân, co bóp nhịp nhàng kết hợp với nhiệt hồng ngoại sẽ mang tới cho người dùng một cảm giác được thư giãn và nó sẽ làm cho mình giảm thiểu được các tình trạng về các bệnh về tim mạch, huyết áp cực kỳ hiệu quả. Chúng ta sẽ có thêm phần loa nghe Bluetooth. Việc vừa massage vừa nghe nhạc sẽ làm cho chúng ta được thư giãn hơn và mang lại hiệu quả massage cao hơn. Một màn dạo quanh về chiếc FZ999 của thương hiệu Fuji Luxury mà mình đã vừa review. Mình tin chắc rằng nó đã làm một sức thuyết phục để cho chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về mẫu ghế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu các bạn đang quan tâm về các dòng ghế massage, có thể qua các showroom của Fuji Luxury hay Fuji Care trên toàn quốc để có thể trải nghiệm các mẫu ghế của bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.